Dạ, Thế An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Chiều nay là ngày 27 tháng 1 năm 2022, đầu năm mới. Thế An xin chúc quý cô bác, quý anh chị làm ăn phát tài, phát đạt, tiền vô như nước, vạn sự như ý nha. Hôm nay em có về mấy dòng điện thoại và máy tính bảng. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại máy tính bảng của bác anh chị xem cái nào chốt nha. Nay em nhập hàng mới về nha. Hai bữa nữa em nhập hàng mới nữa, máy tính bảng về nhiều nữa nha. Và anh chị theo dõi và mua hàng ủng hộ em. Mình bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Bán sau lưng sân động Long An. Nay em không còn ngồi ngay bụng binh nữa nha. Nay không còn ngồi ngay bụng binh nữa. Nay em ngồi đầu dưới một chút, chỗ cũ, chỗ rồi đó em ngồi cả nhà. Không ngồi ngay bụng binh nữa. Gần xéo xéo với thông tin nhân quá. Năm mới cô bác anh chị làm ăn phát tài phát lộc nha. Rồi em review máy. Nay em có về Oppo A5s, RAM 3 32GB, Android nó là 8 chấm nha. Tình trạng máy thì đẹp trên 80% rồi đó. Em ship hàng lại rồi nha cả nhà, bắt đầu ship hàng lại bữa mùng 4 tới nay rồi nha. Hôm nay khách trước Tết đã cọc tiền cho em. Rồi em giữ máy rồi bắt đầu mùng 4 em đi đơn rồi. Em ship hàng rồi. Các anh chị chờ nhận hàng giùm em nha. Tại vì nói chung đầu năm nhiều khi bưu điện nó bị dư quá tải á, nó ship hơi chậm, thông cảm giùm em. Bưu điện là nhờ ship hàng làm đi ship liền á. Chờ nhân hàng giùm em, cảm ơn rồi. Oppo A5s nha. RAM 3 32GB. Máy màu đen nha cả nhà, màn hình 6.2. Màn hình 6.2 pin 4000 nha. Màn hình 6.2 pin 4000. 1.550.000 cho khách nha. 1.550.000. Rồi tiếp theo em có về cây F9 nha. RAM 464GB. Oppo F9 RAM 464GB. Android 10 chấm nha. RAM 464GB Android 10 chấm. Oppo F9. Máy thì đẹp trên 80% rồi, bo nè. Máy màu xanh đen. Màn hình 6.3 nha cả nhà. Oppo F9 màn hình 6.3. Pin 3500 nha. Rồi máy đẹp trên 80%. Giá 1.700.000 nha, F9 1.700.000. Rồi tiếp theo Samsung, mình có về cây Samsung M. Cây này bữa mình có bán nha. M gì đấy, M21 pin 6000. M21 pin 6000. RAM 464GB nha. Rồi tình trạng máy thì đẹp trên 80% nha. Chưa sạc tay si. Năm nay hồi hổm là Tết là mình bán máy tri ân khách hàng, tặng kèm phụ kiện nha, tặng dây sạc. Rồi sẵn rồi thôi mình cũng tặng dây sạc cho cô bác anh chị luôn. Đây mình bán máy là kèm phụ kiện nha, tặng dây sạc, phí ship khách tự trả. M21 pin 6000 nha. Vô cấu hình cài đặt máy tích chuông cho khách luôn. Rồi giá 2.100.000 nha. M21 pin 6000, 2.100.000 cho khách nha. Rồi M20, cây này pin 5000 nha. M20 pin 5000. Android nó 10 chấm. Màn hình 6.3 nha cả nhà. M20 màn hình 6.3 nha. Giá 1.600.000 cho khách nha. 1.650.000 nha. M20 pin 5000, 1.650.000. Máy màu xanh chưa sạc tay xe nha, kèm phụ kiện. Rồi tiếp theo em có về cây Redmi nha. Redmi Note 8. RAM 5 nha. RAM 5 64GB. Redmi Note 8 nó là RAM 5 64GB. Đây thông số nè. RAM 5 4 cộng 1 là RAM 5 nè. Android 64GB nha. Note 8, Redmi Note 8.
4 camera nha cả nhà. Pin 4000 nha, màn hình 6.3 Full HD. Rồi tình trạng máy thì đẹp trên 80% nha. Chưa sạc tay si. Rồi giá máy màu xanh 1.700.000 cho khách nha. Redmi Note 8 RAM 5 64GB 1.700.000 kèm phụ kiện tặng ốp lưng nha. Rồi A30S RAM 4 64GB màn hình 6.5 pin 4000 máy màu xanh nha. Tình trạng máy thì được trên 80%. Chưa sạc tay si. Rồi giá 2 triệu cho các anh chị luôn. Rồi sẵn A50 luôn. A50 còn một cây duy nhất luôn. RAM 4 64GB màn hình 6.4 luôn. Pin 4000 luôn nha. Máy cũng được trên 80%. Kèm dây sạc. Rồi 2.100.000 cho khách nha. A50. Rồi iPhone. Nay em có về iPhone nhiều nha. iPhone 6S Plus, cây này 16GB nha. 6S Plus 16GB. Máy sạch không vướng tài khoản nha cả nhà, mất vân tay nha. Em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube cho khách luôn rồi. iPhone 6 Plus. 6S Plus nha, con cây này nha. 16GB. Rồi 16GB màu hồng nha. Hình trạng máy đẹp trên 80% nha. Rồi cây này nó hơi bị chóc xi một tí nha. Chóc xi nè, mặt trước là sau đẹp nha. Đẹp trên 80%. Vỏ riêng không thay. Tặng ốp lưng nha. Giờ cây này giá 1.700.000 nha. 6X Plus 16GB màu hồng giá 1.700.000. Rồi tiếp theo em có cây hai cây iPhone 6 Plus nha. Màu bạc luôn. Cũng chính hãng nha. Hàng chính hãng nha. Tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube cho khách màu bạc. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng tình trạng sao báo nha cả nhà. Cô bác anh chị nào có muốn xem hàng mà shipper không cho hàng thì cứ liên hệ với em nha. Còn cô bác anh chị mua hàng á, ra sân động mua á, nhiều khi kiếm không được em á, thì làm ơn điện thoại giùm em nha. Tại vì khi nhìn lộn người á, người ta nhận người ta là thí an nữa. Nói chung cũng có mất công phiền. Cho nên chắc cú nhất là cô bác anh chị không kiếm được em thì cứ điện thoại em. Không biết đường em chỉ đường. Rồi 6 lút 64GB. Bán giá cũ luôn, không lên giá cho cô bác anh chị luôn. Rồi giá là 1.650.000 nha. 6 lút 64GB 1.650.000 cho khách. Rồi 6 lút 16GB nha. Em có mấy cây vàng đồng nha, 16GB. Tình trạng là máy full hết nha. Mất chân tay nha. Bán máy giá mất chân tay. 16GB thì cũng giá là 1.450.000. Giá cũ luôn, vàng đồng 1.450.000 cho khách luôn. Nay em nhập máy là đầu năm em nhập máy nó lên rồi cả nhà. Nhưng mà em vẫn bán giá cũ cho cô bác anh chị. Rồi cây này cũng như luôn, 16GB luôn. Vàng đồng luôn. Máy sạch không dính tài khoản mất vân tay. Rồi giá 1.450.000 cho khách luôn. 1.450.000. Rồi tiếp theo iPhone 6G còn gọi là 6 thường nha. Cây này để em coi 32GB nha. Mất chân tay nha. 6G còn gọi là 6 thường 32GB. Mất chân tay màu bạc. Rồi 1.200.000 cho khách nha. Cây này 64GB luôn. 64GB luôn. Cũng mất chân tay luôn nha. Cũng bán giá 1.200.000 cho khách luôn. Rồi cây này 16GB 1.050.000 cho khách nha. 1.050.000. Rồi em có về mấy cây 32GB nha. 32GB. Cây này à, cây này chắc 64GB quá. iPhone 5S thì 16GB là 850.000 nha. 16GB 850, 32GB. 16GB thì 800 nha cả nhà, 32GB á thì bán 850 cho khách luôn, để giá không nghỉ luôn. Rồi. 16GB thì bán 800.000. Em có nhiều lắm nha. iPhone 5 thường đó, iPhone 5S em có mấy một chục cây lận nha. Khách nào có nhu cầu mua xem hình em gửi hình.
Nói chung máy nào cũng đẹp trên 80% hết. Trắng bạc xanh đen. Rồi 16GB là 800.000, 32GB 850 cho khách luôn. Đầu năm bán giá hữu nghị luôn. Em còn hơi khan tiếng, cả nhà thông cảm giùm em nha. Rồi còn cây 12 Pro Max luôn, 13 nha. Cây này 13 Pro Max, 13 Pro Max phiên bản đặc biệt nha. Phiên bản đặc biệt. Rồi 13 Pro Max giá 2.500.000 cho khách nha. 13 Pro Max 2.500.000. Hàng sách tay của Singapore nha cả nhà. Rồi G7 Pro RAM 3 32GB, màn hình 5.5 nha. Xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, mọi thứ full hết, hát karaoke nha. 1.350.000 cho khách. Rồi G7 Gym, khách thường xem kênh em thì biết nha. G7 Gym lúc nào em cũng nhập hết nha. Tại giá cả phải chăng RAM 3 32GB, Android 8.0, màn hình 5.5 luôn. Rồi 1.100.000 cho khách. Màu hồng, màu vàng đồng, màu xanh đen luôn. Rồi 1.100.000 cho khách nha. G7 Gym, G7 Lut còn gọi là G7 cộng, RAM 3, RAM 4, 32GB nha. 1.450.000 cho khách nha. 1.450.000 G7 Lut còn gọi là G7 cộng. 1.450.000 cho khách. Rồi còn duy nhất một cây A8 Sita nha. Hàng hôm bữa trong Tết là em hết luôn nha cả nhà. Còn có 2-3 cây này nha. Mấy cái này là mới nhập, còn là cây A8 Sita nè. RAM 4, 64GB nè. Rồi cây này là giá là 1.800.000 cho khách nha. A8 Sita, A30 RAM 3 32GB, A30 RAM 3 32GB, máy màu xám lông chuột, RAM 3 32GB. Rồi 1.700.000 cho khách nha. A30 1.700.000. Rồi tiếp theo A20 nha. A20 cũng màu xám lông chuột luôn. Tình trạng máy thì cũng đẹp trên 80% nha. A20 1.600.000 cho khách luôn. A20 chưa sạc tay xi. Hoa cây này bán 1.550.000 cho khách luôn. Ra cây này em nhập máy khác về luôn. Đầu năm bán cho ra hết mấy máy cũ, còn có 3-4 cái là bán cho hết luôn. Nhập máy mới về đầu năm hơn. Rồi A20 nha, A02 nha. Pin 5000 A02, RAM 3 32GB, A02S nha. Pin 5000, RAM 3 32GB, A02S em có 2 cây nha. Android 11 chấm, màn hình to nha, màn hình 6.4, 6.5 vậy á. Chưa sạc tai xi, 3-4 camera. Rồi 1.900.000 cho khách nha. A02S luôn, màu đỏ và màu đen. 1.900.000 cho khách. 32GB nha. Pin thì 5000. Máy ok, cái máy này nay là từ bữa Tết tới nay em không sạc pin luôn đó nha. Nói chung thấy em món máy quan trọng nhất là màn hình và pin nha. A02S. Rồi giá 1.900.000 cho khách. Oppo F5 RAM 4 32GB, RAM 3 32GB cũng vẫn bán giá 1.150.000 cho khách nha. Vẫn bán giá 1.150.000. Oppo F5 nha. Rồi em còn một cái máy tính bảng nha. iPad 2 không xài sim, 16GB, máy đẹp ken nha, đẹp 90% luôn. Em tải Zalo, Facebook, YouTube sẵn cho khách đó rồi. Khách chỉ mua về là xài thôi. Rồi cây này giá 1 triệu nha. A10S nha. A10S 32GB, pin 4000, màn hình 6.3, 6.2.3 vậy á. Tình trạng máy thì cũng được trên 80% nha. Máy màu xanh. Rồi 1.500.000 cho khách. 1.500.000 cho khách. Rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây. Không biết các bác anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh theo dõi giùm em để em có bán được nhiều dòng điện thoại cho các bác anh chị. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình. Hẹn gặp lại.